Chào mừng quý vị đến với chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Thưa quý vị, vậy là năm Bính Thân đã qua và năm mới Đinh Dậu đã đến. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình Tiêu điểm 365, xin được kính chúc quý khán giả một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Mời quý vị theo dõi chương trình ngày hôm nay với những nội dung đáng chú ý sau đây. Lâm Đồng, cung đường mùa xuân. Tái hiện không gian Tết xưa cuốn hút giới trẻ. Nghệ sĩ Việt đồng loạt ra mắt MV ca nhạc mừng Tết 2017. Hàng loạt những bộ phim ngắn ra mắt khán giả vào dịp Tết Đinh Dậu 2017. Thưa quý vị, mùa xuân này người dân tỉnh Lâm Đồng có thêm nhiều niềm vui khi tuyến đường liên xã Đạ Mờ Rông, Đạ Rờ Sai, nối xã Đạ Mờ Rông, huyện Đam Rông được thảm bê tông nhựa. Nhờ đó tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội, làm thay đổi bộ mặt nông thôn nơi đây. Tuyến đường được trải thảm nhựa liên xã Đạ Mờ Rông, Đạ Mờ Sa nối từ cầu số 7 trên tỉnh lộ 722 thuộc xã Đạ Mờ Rông đến trung tâm xã Đạ Mờ Sa có tổng chiều dài trên 13 km, kinh phí trên 81 tỷ đồng đã cơ bản hoàn thành. Nhờ đó đã phá vỡ thế độc đạo, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội, làm thay đổi bộ mặt nông thôn, nâng cao dân trí và đời sống của người dân ba xã Đầm Ròn và các xã lân cận khác trong khu vực. Hồi trước chưa có đường thì nó không thuận lợi, mà đi thì qua sông qua đò thì nó xa. Còn bây giờ có đường rồi thì đi nó thuận lợi hơn, mà đi ra chợ ra đồ thì nó cũng ấy hơn, nó gần hơn. Từ khi mà con đường này được hoàn thành thì giúp cho nhân dân ở khu vực ba xã Đầm Ròn đi ra với xã Đà San thì được thuận tiện. Bà con thì giao thương buôn bán thì được dễ dàng, không phải đi qua đò như trước đây nó phức tạp, đặc biệt là những ngày mà được mưa to. Có thể nhận thấy, công trình đường liên xã Đạ Mờ Rông, Đạ Rờ Sa đã thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, rút ngắn khoảng cách giữa trung tâm ba xã Đầm Ròn đến xã Đạ Rờ Sa, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông, trao đổi hàng hóa, góp phần xóa đói giảm nghèo nhanh bền vững tại các xã Đạ Mờ Rông, Đạ Tông, Đạ Long, nơi có số đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống và các xã lân cận của huyện Đam. Cậu bé Tô Huỳnh Phúc, học sinh lớp 6 của trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa, thành phố Hồ Chí Minh là cái tên được nhiều người nhắc đến trong thời gian gần đây. Được biết, dù chỉ mới 12 tuổi, nhưng cậu học trò nhỏ này đã có cho mình đến 5 huy chương vàng ở bộ môn toán qua các cuộc thi. Với thành tích này, nhiều bạn bè, thầy cô đã đặt cho em biệt danh là thần đồng toán học. Cậu bé 12 tuổi Tô Huỳnh Phúc thời gian qua là niềm tự hào của trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa. Khi em là người nhỏ tuổi nhất được bình chọn là một trong 10 công dân trẻ tiêu biểu thành phố Hồ Chí Minh năm 2016. Tô Huỳnh Phúc từ bé đã bộc lộ năng khiếu toán học của mình. Khi em luôn làm đúng những phép tính, bài toán mà cô giao cho, tháng 3 năm 2016, Phúc đoạt giải vàng kỳ thi toán quốc tế Kangaroo lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam. Tiếp đó, cậu bé đã giành huy chương vàng cuộc thi giải toán qua mạng V-Olympic dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 trên toàn quốc và kỳ thi Olympic toán quốc tế Singapore 2016. SASMO 2016 tổ chức tại Việt Nam. Hai huy chương vàng còn lại được Phúc chinh phục tại kỳ thi toán quốc tế Waterloo Canada 2016 và cuộc thi toán học tư duy và thực tiễn WMO 2015-2016 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Em muốn được tham gia nhiều cuộc thi toán và nhận được nhiều giải thưởng. Mà sau khi lớn lên em muốn trở thành một thầy giáo dạy toán. Thì theo đánh giá của tôi thì Phúc là một em học sinh có cái niềm đam mê toán và có cái năng khiếu dạy toán. Về việc học tập của Phúc trong lớp thì Phúc rất là tích cực, đặc biệt là yêu thích những bài toán mới lạ và không những một cách mà tìm nhiều cách trình bày cũng như cách giải khác nhau. Tô Huỳnh Phúc là cậu học trò giỏi đầy tài năng của nền giáo dục Việt Nam nếu như có được sự quan tâm và tạo điều kiện. Nhiều thầy cô giáo hy vọng Phúc sẽ đem trí tuệ Việt tỏa sáng trên đấu trường quốc tế trong tương lai. Giới trẻ từ lâu đã coi Tết cổ truyền đơn thuần như là một kỳ nghỉ dài, được nhận lì xì mà không cảm nhận đúng được hương vị của ngày Tết. Để giúp cho các em tìm lại được nét đặc trưng của ngày Tết, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam phối hợp với Hệ thống Giáo dục Học Mãi tổ chức ngày hội tái hiện không gian Tết xưa đã thu hút sự tham gia của rất đông học sinh, sinh viên ở Hà Nội và các tỉnh lân cận. Dù ở tận Hưng Yên nhưng em Nguyễn Thị Thu Phương vẫn quyết định cùng bạn của mình lên Hà Nội để tham gia ngày hội này. Không chỉ được tham gia các trò chơi dân gian mà niềm vui của Phương được nhân lên khi em được cầm trên tay bức thư pháp do ông Đồ viết tặng. Em xin được chữ nhẫn
và mong ước là em sẽ bình tĩnh hơn trong mọi việc và quyết định chín chắn để có thể hoàn thành tốt được ước mơ của mình. Không chỉ có hoạt động khai bút đầu xuân mà tham gia ngày hội giới trẻ còn được tự gói bánh chưng, chơi các trò chơi dân gian đã vắng bóng ở Hà Nội từ rất lâu như nhảy sạp, đi cà kheo, chơi ô ăn quan. Qua đó giúp các em hiểu hơn, trân quý và giữ gìn những nét văn hóa ý nghĩa của ngày Tết. Cuộc sống càng phát triển đồng nghĩa với không gian dành cho hoạt động văn hóa cổ truyền càng bị thu hẹp. Vì thế, việc có một không gian Tết xưa như thế này là điều cần thiết để thế hệ trẻ không chỉ được trải nghiệm mà còn tiếp tục lưu giữ và phát huy những nét đẹp truyền thống trong Tết cổ truyền của dân tộc. Với 2 năm vinh dự được là đại diện của nhóm các nhà phát triển Google, Quốc Khánh, chàng sinh viên năm 4 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu mày mò và nhận ra tiềm năng của công nghệ thực tế ảo. Với niềm yêu thích kinh doanh và muốn công nghệ thực tế ảo đến gần hơn với nhiều người, Quốc Khánh đã cho ra đời quán cà phê thực tế ảo đầu tiên tại Việt Nam. Và hiện nay, anh chàng này cũng chính là chủ nhân của câu lạc bộ thực tế ảo đầu tiên của Việt Nam. Quán cà phê của Khánh được trang bị hàng loạt máy móc thiết bị khủng như kính thực tế ảo HTC VR, Oculus cùng hệ thống máy tính cấu hình cao, giúp xử lý tốt mọi thể loại game. Ngoài hệ thống phần cứng đầy đủ, quán có hơn 30 trò chơi đủ mọi thể loại từ game nhập vai cho đến những trải nghiệm không gian 360 độ. Tất cả đều là game bán chạy nhất trên thế giới dành riêng cho dòng HTC VR, giúp cho người yêu thích công nghệ này có thể thoải mái trải nghiệm, đặc biệt là những trải nghiệm này đều hoàn toàn miễn phí. Thì cái mục đích của mình á là muốn mọi người trên Việt Nam ở đây, Sài Gòn có thể dễ dàng trải nghiệm cái công nghệ thực tế ảo này một cách là dễ nhất, dễ tiếp thu nhất và được hướng dẫn sử dụng một cách là toàn diện nhất. Để công nghệ thực tế ảo tiếp cận với nhiều người hơn, quán cà phê của Khánh thường xuyên tổ chức những buổi offline, talk show chia sẻ kinh nghiệm, bí quyết hay hỗ trợ những kiến thức liên quan đến những điều luật quy định khi phát triển ứng dụng của Google. Tôi thường xuyên đến quán cà phê này. Tôi đến đây là để trải nghiệm công nghệ thực tế ảo vì quán cà phê này là đầu tiên và duy nhất tại Sài Gòn là có công nghệ thực tế ảo và đến để giao lưu với lại các bạn bè cùng chung sở thích. Khó khăn lớn nhất của chàng trai tuổi giàu này khi khởi nghiệp là vốn, bởi chi phí để mua các thiết bị công nghệ thực tế ảo vô cùng đắt đỏ. Thời gian tới, để phát triển mô hình này, Khánh sẽ tiếp cận với những khách hàng là những ông trùm công nghệ trên thế giới để đưa các sản phẩm công nghệ mới nhất chưa được tung ra trên thị trường để nhiều người có thể trải nghiệm. Thưa quý vị, ngoài bánh tét, bánh đậu xanh, bánh in, thì bánh tổ mang hương vị Tết đặc trưng của người dân Quảng Nam nói chung và Hội An nói riêng. Với nghĩa đầy đủ, sung túc, quây quần, bánh tổ là thứ không thể thiếu trong mâm cỗ truyền thống và trên bàn thờ tổ tiên như một nhắc nhớ về triết lý sống, chim có tổ, người có tông. Bánh tổ hình giống tổ chim, vỏ bên ngoài bằng lá chuối, bên trong là bột nếp, đường hấp chín. Ngoài ra, để bánh thơm và bắt mắt, người Hội An đã cho thêm chút gừng, trắc một ít mè lên mặt bánh. Làm bánh tổ không khó, nhưng nó đòi hỏi người làm bánh phải chịu khó và trải qua nhiều công đoạn khác nhau, như chọn lá chuối, đánh mịn bột, múc bột vào đầy và hấp bánh. Khi hấp, phải lửa thật đều, nấu liên tục trong 4 giờ đồng hồ. Bánh chín thì để nơi thoáng mát, sau 3-4 ngày rồi mang phơi nắng. Làm đó là 48 năm, nhưng mà chung là mẫu nam là năm nào cũng lồm ở đây. Có sức khỏe thì lồm, đó. Lồm cái tết để bón mùa thị trường để cho có cho họ giờ tiêu thụ. Trước nữa là tiêu thụ, sau nữa là cho con cháu nó kiếm đồng công. Kiếm cái đồng lời nó xanh thu xanh nhòa, rồi gỡ đồng công cho mấy đứa cháu. Ngày nay, bánh mứt hiện đại được bày bán khắp nơi, có mẫu mã đẹp mắt. Nhưng dường như chiếc bánh tổ có hình dáng xù xì vẫn là sự lựa chọn của nhiều người dân xứ Quảng bởi ý nghĩa trang trọng mà chiếc bánh sở hữu. Dù bận rộn với công việc cuối năm, nhưng người dân Hội An lúc nào cũng muốn tự tay làm những ổ bánh tổ để dâng cúng tổ tiên ông bà trong 3 ngày Tết. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, người dân dần quay trở lại với hương vị Tết xưa với xu hướng mua sắm, sản xuất những sản phẩm truyền thống. Điều đó đã làm cho những nét ẩm thực truyền thống được duy trì và phát triển. Ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị cùng về làng Bó Bửng, thị trấn Đông Khê, tỉnh Cao Bằng để thưởng thức hương vị bánh bẻn khua những ngày xuân về Tết đến. Theo những người cao tuổi, bẻn khua đã có từ rất lâu. Với người Tây ở Đông Khê, Thạch An, bẻn khua là sản phẩm không thể thiếu trên mâm lễ cúng gia tiên những ngày Tết cổ truyền. Để có được những chiếc bánh bẻn khua thơm ngon, giòn tan, phải trải qua nhiều công đoạn và bí quyết riêng, trong đó vất vả nhất là việc giã bánh. Bước đầu tiên, gạo nếp cái được lựa chọn kỹ lưỡng, sau khi đồ chín được đưa ngay ra chiếc loãng gỗ để giã nghiền, sao cho xôi nếp trở nên nhuyễn, dẻo. Nếp cái ngon, rồi ngâm,
trước khi làm tối ngâm rồi sáng hôm sau chõ rồi chuẩn bị khoai sọ. Khoai sọ gọi là khoai sọ mình dân gian mình ăn đấy, luộc ăn ngày xưa ấy. Rồi bắt đầu cho vào cạo nạo ra thành bột. Thành bột rồi sau đó sáng hôm sau mình cho vào giã, giã mịn qua mịn hết rồi sau đó đến đợt hai là bỏ khoai xuống. Bỏ khoai xuống rồi bắt đầu giã. Trước đây, các gia đình chỉ làm ít bánh bẹn khua để dùng trong gia đình. Tuy nhiên, khi loại bánh này được người dùng quan tâm, có thị trường tiêu thụ tốt, người dân đã hình thành nhóm làm bánh bẹn khua. Hàng ngày, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của địa phương, trong mỗi dịp Tết lại có thêm khách từ Cao Bằng và Hà Nội đặt mua. Qua bao thay đổi của cuộc sống, bánh bẹn khua vẫn giữ được hương vị giòn ngon, thơm ngọt như thuở ban đầu. Bánh bẹn khua ngày nay, theo tay bạn bè là món quà quê, đã có mặt ở nhiều vùng trên cả nước. Có thể nói sự góp mặt của bánh bẹn khua đã trở thành một thương hiệu cho văn hóa ẩm thực của người dân Cao Bằng. Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi khám phá làng nghề truyền thống duy nhất tại Thừa Thiên Huế, chuyên sản xuất tranh tín ngưỡng dân gian, phục vụ việc thờ cúng trong dịp Tết Nguyên Đán. Dịp này, tranh tín ngưỡng được treo trong nhà với mong muốn cầu mong mọi việc bình an cho gia đình và vạn vật trong suốt một năm. Miệt mài, chăm chú với từng công đoạn in tranh, vẽ tranh, nghệ nhân Kỳ Hữu Phước, nghệ nhân duy nhất của dòng tranh tín ngưỡng nhân gian làng Sình không giấu được sự vui mừng khi nói về dòng tranh mà ông đã tâm huyết gìn giữ. Tới giờ phút này thì tôi rất mãn nguyện là hiện nay làng nghề đã sống lại và cũng đã được là tỉnh công nhận là làng nghề truyền thống. Hiện ngoài tranh phục vụ tín ngưỡng, những người làm nghề tại đây còn sáng tạo thêm dòng tranh trang trí đáp ứng nhu cầu làm đẹp của các gia đình, thu hút du khách đến tham quan trải nghiệm. Đó là đem lại cho chúng ta cái sức sống mới cho tranh làng Sình. Đó là những cái tranh về ước vọng của con người Bình Dị. Từ chỗ đứng trước nguy cơ mai một, hiện tại làng Sình đã có trên 70 hộ làm nghề tranh. Điều này cho thấy một làng nghề, một địa chỉ văn hóa tồn tại trên 300 năm đã từng bước hồi sinh và trở thành những giá trị văn hóa nhân văn của cộng đồng làng xã, nhất là khi mỗi độ xuân về Tết đến. Cứ mỗi dịp Tết đến xuân về thì con giáp của năm lại trở thành đề tài sáng tác của các nghệ nhân, nghệ sĩ. Ông Nguyễn Thành Tâm ở quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh là một người như thế. Năm nay, ông đã giới thiệu đến công chúng bộ sưu tập gần 100 tạo hình từ vỏ trứng với chủ đề con gà. Để chào đón xuân Đinh Dậu 2017, nghệ nhân Nguyễn Thành Tâm 65 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, người từng đạt kỷ lục gia Việt Nam về tạo hình nhiều nhất bằng vỏ trứng vào năm 2010, đã thực hiện 70 con gà bằng vỏ trứng. Bên cạnh đó, không chỉ có 70 con gà làm bằng vỏ trứng, ông Tâm còn có hàng trăm tác phẩm tạo hình khác cũng được làm bằng vỏ trứng. Xuất phát từ ý tưởng muốn đem đến cho học trò những bài giảng sinh động, trực quan, khi còn đi dạy, ông luôn tìm tòi những vật dụng để làm giáo cụ minh họa. Tác phẩm mà ông làm ra là những con vật cổ kính đáng yêu, được làm bằng các vỏ trứng khác nhau như trứng gà, trứng vịt, trứng ngỗng, thậm chí cả trứng chim cút, trứng đà điểu. Thì năm nay là năm Đinh Dậu, thì là hình ảnh là con gà. Thì trong đó tôi thể hiện những tác phẩm mà chủ đề con gà cũng bằng vỏ trứng. Nhân dịp Tết đến xuân về, ông đã tạo hình 70 con gà chào đón Tết Đinh Dậu với những chủ đề như gia đình gà hạnh phúc, gà trống nuôi con, gà cùng một mẹ, gà chính cựa, mẹ con gà vịt chắc chiêu, vắng chủ già, gà bọc đuôi tôm. Đó là những cái lúc mà tôi dạy học trò đó, thì tôi làm một hai cái con vật, ví dụ như là cái hình ảnh một cái con mà vắng chủ nhà, gà mập đuôi tôm, thì tôi đang làm con gà để thể hiện cái chủ đề đó, thì học trò của tôi thì nó lại bổ sung ý nghĩa thêm, sao thầy không làm con Andy Bird, sao thầy không làm con gà gô loa chẳng hạn. Thì đó là những cái tư tưởng mà giúp tôi trong cái việc làm những cái vỏ trứng đó. Sau hơn 10 năm, ông Tâm có khoảng 700 tác phẩm tạo hình trên vỏ trứng được trưng bày khắp căn hộ với những chủ đề quen thuộc trong những câu chuyện dân gian, ca dao, tục ngữ Việt Nam. Những nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh được nhiều người yêu thích. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng ông vẫn miệt mài cầm cùi với niềm đam mê của mình. Thưa quý vị, trong không khí đón xuân mới, nhiều nghệ sĩ Việt đã ra mắt nhiều ca khúc và MV ca nhạc chào mừng xuân Đinh Dậu 2017. Lời bài hát gần gũi và khung cảnh mùa xuân đã đem đến cho người xem đầy không khí năm mới, an vui và tốt lành. Đầu tiên là MV Chúc Tết Mọi Nhà của nam ca sĩ Đỗ Phước Thịnh và nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Một sáng tác của nhạc sĩ Trong Đăng Khoa, ca khúc với nhạc điệu và lời ca tươi vui, khắc họa bức tranh ấm áp và hạnh phúc gia đình trong dịp Tết đến xuân về. Trong sản phẩm âm nhạc này, Hồ Ngọc Hà và Đỗ Phước Thịnh mời cả những học trò cưng của mình tại các cuộc thi cùng tham gia,
Bên cạnh đó, MV còn có sự xuất hiện của nghệ sĩ ưu tú Kim Xuân và diễn viên Thanh Tùng. Tiếp đó, nhóm nhạc thần tượng Monsta cũng vừa cho ra mắt MV ca nhạc Khởi đầu Tết Vui. Đây là một MV được đầu tư hoành tráng, đặc biệt âm nhạc được hòa âm phối khí theo phong cách EDM rap sôi động. Chắc chắn đây sẽ là một bản nhạc không thể bỏ qua trong những bữa tiệc hoành tráng nhất mùa lễ hội năm nay. Nam ca sĩ Isaac cùng Đông Chi tranh thủ cùng nhau hòa mình vào không khí xuân với ca khúc Khai Xuân Đón Lộc. Với giai điệu sôi động, bài hát còn là lời thủ thỉ về câu chuyện ngày giáp Tết. Hình ảnh trong ca khúc với con phố đào bay nở rộ, các thức quà như bánh kẹo, dưa hấu đỏ, bức dưa, hoa. Mặc dù bận rộn với lịch trình lưu diễn, ca sĩ Hồ Quang Hiếu kết hợp cùng Hoàng Rapper cũng đã kịp tiếp tục giới thiệu đến khán giả MV ăn Tết. Qua ca khúc này, Hồ Quang Hiếu muốn mang đến một món quà Tết nhằm tri ân khán giả đã luôn yêu quý và ủng hộ mình trong suốt năm qua. Cứ mỗi dịp xuân về, những đoạn phim ngắn được đăng trên mạng xã hội lại trở thành thông điệp thức tỉnh mọi người về một năm mới đoàn viên sum vầy bên gia đình. Những thông điệp gây xúc động mạnh đã được chuyển tải đến khán giả qua bàn tay dàn dựng của các nhà làm phim trong dịp Tết năm nay. Đầu tiên có thể kể đến là bộ phim Xuân Không Màu của đạo diễn Huỳnh Lập. Bộ phim như một tiếng lòng của nhiều người, những người phụ nữ mong ngóng được một lần về quê ăn Tết nhà ngoại, được xà vào lòng bố mẹ đẻ để kể về những câu chuyện một năm trôi qua. Tuy chỉ là một bộ phim ngắn quảng cáo Tết, nhưng cốt truyện hay, nhạc phim ấn tượng, bộ phim đã lấy được nước mắt của không ít người xem. Thứ hai là bộ phim Về Nhà Trên Hết. Đây là bộ phim xoay quanh câu chuyện của cậu con trai đi làm xa quê, dự định không về quê ngày Tết vì bộn bề công việc. Tuy nhiên mọi chuyện đã thay đổi sau cuộc gọi của anh và mẹ. Lúc này chàng trai nhận ra rằng chẳng nơi nào yên ổn bằng lòng mẹ, chẳng gì quan trọng hơn người thân yêu. Cuộc sống bận rộn khiến ai cũng bị những guồng quay công việc cuốn trôi và quên mất ý nghĩa đoàn viên của ngày Tết. Có lẽ vì thế, năm nay, những bộ phim ngắn ngày Tết lại tiếp tục trở thành những giá trị tinh thần vô cùng trân quý đối với những người đang bận rộn, đang bung ba khắp mọi miền đất nước. Quý vị thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng. Kính chúc quý vị có một năm mới vui tươi, đầm ấm cùng gia đình và bạn bè. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Thành phố Hồ Chí Minh, Tết không lo thực phẩm bẩn với mô hình rau thủy canh lần đầu tiên bước ra từ phòng thí nghiệm. Thừa Thiên Huế đầu tư nguồn giống chất lượng đảm bảo đúng chuẩn bộ xuất khẩu. Bảo đảm an ninh biên giới, cửa khẩu dịp Tết Nguyên Đán. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng giúp đồng bào dân tộc thiểu số sản xuất trên đất thoái hóa.